Hello xin chào tất cả các anh em Anh em xem video Anh em nhớ đăng ký kênh Nhấn chuông Và nhấn like Để xem các video mới nhất của bên em Thì hai mẫu cục đẩy LA850 Và LA650 này Đã rất quen thuộc với tất cả anh em rồi Thì với cục đẩy LA850 Thì anh em có thể chơi căng được hai cặp bát 30 Hoặc là một cặp bát 40 Từ lớn họng lớn Và những cục đẩy LA650 Thì với công suất nó sẽ thấp hơn Và nó có thể chơi căng được một cặp bát 30 Và một cặp bát 25 hoặc là hai cặp bát hai năm anh em nhé với những công suất như thế này đều là công suất chuẩn và em có báo với tất cả anh em để anh em có thể lựa chọn cho các uh, cục đẩy để đánh phù hợp với loa karaoke của anh em anh em có một cặp bát 30 và muốn nâng cấp lên thêm một cặp bát 30 nữa thì anh em có thể sử dụng cặp uh, cục đẩy là 850 và anh em đang có những đôi loa bát 2 năm rồi cũng muốn nâng cấp lên những cặp loa bát 30 thì anh em hãy sử dụng những cục đẩy là 650 thì với hai cục đẩy này giá hiện tại của nó thì em cũng công khai tới tất cả anh em là 850 giá hiện tại 5 triệu 200.000 đồng chưa cùng phí ship và la 650 với giá đó là 4 triệu 500.000 đồng cũng chưa gồm phí ship anh em nhé thì hai cục đẩy này về cái chất âm về cái chất lượng và về cái công suất của nó thì bên em đã giới thiệu trên kênh rất nhiều rồi với là 850 em đã ghét thử với những cặp loa bát 40 rồi và hai cặp 3 hai cặp loa bát 30 rồi đánh rất là căng và tiếng rất là sáng và sạch sẽ à, la 650 thì em có thử test áp lực của nó với hai cặp bát 30 từ trăm coi uh, 63 anh em nhé đấy thì với hai cục đẩy này thì bên em đã test rất nhiều rồi cái công suất của nó thì một con 800w một con 600w và về cái mên mạch nội thất thì tí nữa sẽ mở để cho anh em cùng xem cái mên mạch nội thất của dòng cục đẩy là 850 Đấy thì uh, đây cái mặt đằng trước của nó uh, hai chiếc áp này thì đều là chiếc áp bi hết anh em nhé anh em vặn tới đâu thì nó sẽ biết tới đó luôn và tiếng của nó ra rất là sáng sạch sẽ bên tay trái của nó sẽ là cái công tắc nguồn ở mặt đằng trước anh em có thể bật tắt tiếng rất lẩy luôn anh em nhé đấy, anh em thể nghe cái cái tiếng đấy và cùng cho anh em xem cái đằng sau của nó để anh em có thể tham khảo và có thể biết được cái mặt đằng sau của nó gồm những gì và như thế nào anh em nhé qua dàn nhiệt hai cổng linh hai cổng đầu vào input có các cổng gạt mát này đây là mát anh em nhé mát trong hay mát ngoài và các cái chế độ steel panel và Bridge và con này thì chập cầu Bridge thì nó rất là khỏe anh em có thể đánh súp hơi 50 hoặc súp hơi 40 với những hai dòng cục đẩy này cầu new để ra loa cầu xoắn để anh em cũng lối ra loa nguồn vào xây nguồn cắm anh em nhé Đấy. rất là hay đúng không ạ rất là hay và rất là đẹp với những dòng cục đẩy là 650 là 850 thì mặt đằng sau của nó thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi đều đầy đủ tất cả các chức năng của các cái cục đẩy có các, các cầu gạt và cầu linh ra cầu tín hiệu đầu vào và cầu giao loa thôi anh em nhé và không để anh em chờ lâu sẽ mở cho anh em xem cái mê mạch của những dòng cục đẩy là 850 này thì về cái bên mạch thì hai cục đẩy này thì nó không khác gì nhau nhiều nó sẽ khác nhau về uh, chỉ số trên tụ của nó công suất lớn thì tụ nó sẽ lớn hơn và cái bán kính nguồn này nó cũng lớn hơn và sò nó cũng nhiều hơn còn đâu cái uh, bố trí linh kiện bên mạch thì nó sẽ như nhau anh em nhé tại vì sao nó hay thì bên em có uh, giới thiệu với anh em rất nhiều là cục đẩy là 850 và 650 rồi uh, đây là sẽ là hai quả tản nhiệt mà cho cái bo công suất bo công suất sẽ làm thẳng hàng luôn anh em nhé làm thẳng luôn chứ không chia làm hai vế đâu anh em nhé và lưu ý với anh em con này chạy mạch class 2h tiếng sáng và rất là sạch sẽ và tí nữa em sẽ phân tích cho anh em tại sao nó lại sáng và tại sao nó lại sạch sẽ anh em nhé quạt tản nhiệt một quạt thổi ra và một quạt kia sẽ là quạt hút ra ngoài anh em nhé đấy à, nguồn ở đây thì với cái nguồn này thì anh em có thể nhìn thấy nó là nguồn 98V đầu ra với 98 v này anh em có thể biết được cái công suất của nó luôn anh em nhé rất là dư giả về công suất để anh em có thể chơi được hai cặp bát 30 mươi và nguồn lớn này và sẽ sò sò thì nó tất cả đều một dãy hết luôn anh em nhé với những dòng mạch của la này có 650 và 850 thì cái dòng la 850 này công suất nó sẽ là cao nhất anh em nhé cao nhất và tất cả mạch nó sẽ là mạch dán hết mạch dán này nó cũng rất là dễ sửa chữa anh em có thể nhìn thấy nếu như mạch dán nó hỏng thì những cái con linh kiện này nó sẽ bị lỗ hoặc nó sẽ đen thui luôn anh em nhé đấy ví dụ như những con dán to này thì nó sẽ là lỗ ra đất ra và anh em chỉ thay vào thôi là ok đấy cái sò NGVK thì con này sẽ sử dụng nó là 24 mươi sò NGVK nguồn lớn và nguồn không có gì khác vẫn là nguồn đồng thôi anh em nhé ấy tụ sử dụng nó là tụ 80V và 12.000 mi với cái con 650 thì nó chỉ dụng đó là 63V và 10.000 10 mi thôi Đấy, chỉ số tụ nó thấp hơn và cái nguồn này nó xuất ra cũng nhỏ hơn anh em nhé bởi vì công suất nó nhỏ hơn mà các cái cầu trì cầu trì bột rất là xịn sò với những cầu trì này này và các cái mối dây để liên kết giữa các mên mạch với nhau anh em thì nhìn thấy nó rất là chắc chắn rồi anh em nhé rất là chắc chắn với cái bên mạch này. Đấy. À con diode nắn nguồn thì nó sẽ ở bên này. Đây, diode nắn nguồn thì nó sẽ nằm ở đây. Và các tín hiệu đây. Đấy. dây tín hiệu từ cùng nguồn ra. Và cái quan trọng nhất ở dòng cục đẩy này đó là nó có hai cái vị xử lý tiếng này. Hay hay không và chất lượng và tiếng sạch sẽ hay không, nó nằm ở hai cái vị này. Hai vị này là hai vị xử lý tín hiệu cho từng bên mạch một xử lý cái tín hiệu nhạc nó sẽ xuất ra cho anh em nó được sạch sẽ hơn và tiếng nó sẽ sáng hơn trong trẻo hơn anh em nhé đấy hai con dưa le và các con xử lý đây cho anh em cùng nhìn sang bên này để anh em có thể nhìn rõ được cái bên mạch của nó đây đấy rất là ok rồi anh em với những dòng cục đẩy là 850 và là 650 này với con 650 thì nó sẽ ít sò hơn 650 thì chỉ với 20 sò nhưng con này là 850 Thì nó sẽ lên tới 24 sòn NGVK Công suất đưa ra Dư giả 800W Anh em đánh căng cho em hai cặp bát 30 Hoặc một cặp bát 40 Từ lớn họng lớn Một cái mên mạch rất là chất lượng với anh em Thì hôm nay mở cái nội thất này ra Để giới thiệu lại từ tất cả anh em hai mẫu dòng cục đẩy Của LX Acoustic Mang mã hiệu là LA650 và LA850 thì anh em nào có nhu cầu mua hàng Liên hệ với em qua số đoạn bên dưới Anh em xem video chi tiết Chất âm của những dòng cục đẩy này Thì anh em có thể gõ LA650 Hoặc LA850 Xuân Tuấn Audio Là trên Youtube Em có rất nhiều các video Về cái chất âm Về cái công lực của những dòng cục đẩy này Bên em test rất nhiều cho anh em Để anh em có thể xem rồi Và có thể tham khảo Có nhu cầu mua hàng Liên hệ với em qua số đoạn bên dưới Anh em nhớ đăng ký kênh Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em LA650 4 triệu rưỡi LA850 5 triệu LA 850, 5 2 nhé giá chưa gồm phí ship rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ